Ui, xe bạn xe gì mà màu đẹp thế? Mua đâu vậy? Mua ở xe đạp xanh nhá. Đây màu gì á? Màu hồng nam tính. Ui, xe tôi màu đẹp cũng không kém cạnh một tí. Màu đỏ rực cháy này, từ Tsunami SM100 bạn ơi. Xe tôi là Grab 10. 10 ấy, số điểm tròn chính như cái chiếc xe này vậy. Xe tôi có khung bo tròn, rất là cứng cát. Còn bạn thì sao? Không lấy chắc chắn nhá, thì không lấy nhẹ. Nhưng mà tem này, tem mạc chrome siêu đẹp nhá. Oh, how about this? Đùi đĩa 42T, lại còn có xích của KMC nữa. Đạp xe không bao giờ bị đứt cả bạn ạ. Đùi đĩa của tôi to, đạp nhẹ nhanh. Ngoài ra còn xích hạt đậu, cũng cứng không kém cạnh gì đâu. Tôi đi xa tôi chả lo lắng, tại vì tôi có cái yên của dạy tóc khí này. Cùng xem, để mạnh cực bạn ạ. Yên tôi của DKD cũng mềm mại không kém cạnh gì đâu. Tôi nhìn trông vẻ cả vành anh em mình giống nhau nhỉ, không biết giá tiền có thế nào nhỉ, bạn mua thế nào? Tôi có 7 củ hơn một tí thôi, rẻ lắm. Có thế vành cũng trùng nhau à? Có thế giá cũng trùng nhau luôn ấy. Tôi cũng có hơn 7 củ tí thôi. Hai mình đổi xe thử để đi thử đây nhỉ.